của Bùi Hồ á cô bác anh chị, là đầy đủ tất cả các loại rau củ luôn nè. Hay gặp rau này mừng không? Mừng nhiều không à? Dạ con gửi ông luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại quê nhà, ở đây là xã Tân Long. Và vào thời điểm này thì Bùi Hồ được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân cũng như là chú ở đây. Hôm nay thì mình xin được 200 kg dưa leo để mà ủng hộ vào cái chuyến xe không đồng, chuyến xe rau củ không đồng của xã mình là xã Tân Bình đó cô bác quý anh chị, để ủng hộ bà con nông dân vào mùa dịch này. Thì giờ thời điểm này thì ba chú cháu sẽ đi gom dưa leo trước, thì sau đó sẽ gom rau muống và một số thiết yếu còn lại. Dưa leo ở trong này hả chú? Dưa leo qua cầu quẹo trái xuống. Này là nông dân cho hay sao? Này bà con nhà vườn á, ngự đóng góp ít. À, rồi ở đây được đầy quý quá, hôm trước mình mua, bây giờ hôm nay mình bà con ta cho luôn nè. Và đây đoạn đường vô đó còn xa không? Còn khoảng 500 mét à. Và đồng hành với mình hôm nay có ông Dượng Tám nữa nè, cũng là người mà chở xuyên suốt, hôm trước làm nghề chở bọc, bây giờ làm nghề chở rau củ luôn. Thôi, ở đây là cái đường này là ở một cái cù lao, hay gọi khác hơn là cái cồn. Và đa số thì những người dân ở đây họ phải sống theo cái nghề gọi là nghề làm nương gãy, làm gãy với lại là lúa thôi. Cũng sống khá là vất vả, nhưng mà người dân thì rất là yêu thương nhau. Khi mà nghe tin dịch bệnh hay là phong tỏ thì mình chỉ cần mình nói là ủng hộ nữa này nữa kia thì những nhà vườn này bán lợi để lấy lợi thôi, họ để lấy vốn thôi, còn cái phần lời thì coi như là cho các khu từ thiện hết, và vừa bán vừa cho luôn, giá bán như giá cho vậy. Đó. Bốn bọc ngoài đường nè. Bốn bọc này hả? Ờ, dài vô hả? Cảm ơn chú nha chú. Đây. Con để đây nha. Này. Vô leo ngon ghê ghê á. Giữa nè, nè đây trước nè. Dạ. Còn đồ nữa hả cô bà? Ồ quý quá. Cho luôn hả giờ chú? Rau trai hái hả? Rau trai hái. Trời. Ồ cô hái luôn hả? Quá quý ha. Có gì cho đó luôn á. Còn tắt hái đi. Ở đây có rau trai là rau vườn, rau này người ta không có trồng. Mà người ta phải bỏ công đi hái á. Ờ nó ngon. Ồ ngon ghê ha. Quá tốt luôn. Cái này là toàn bộ là miễn phí 100% luôn. Quá. Đây Dưỡng ơi, 1.000 một ký thôi. Vậy là mai mốt là mình dặn số lượng nhiều vẫn có ha chú. Rồi mai mốt là vô đây mua ngon hơn ạ. Đây cái đường này mát lắm luôn nè. Kìa. Dạ lương dặn đây phải không chị? Rồi. Dưa leo này là mình bán hả chị? À. Dưa leo khổ qua ngon không nè chú? Ồ có khổ qua nữa nè. Ba bọc khổ qua. 12 bọc dưa leo. Dưới đó nó là tổng cộng 20 bọc á. Ừ. Rồi bây giờ Dượng phải để cái để rau trai này máng qua một bên. Đây con. Dưới này đó này. Hả? À, đó. Xong đợt này chắc Dựng Tám chuyển sang làm thương lái quá. Nói chơi vậy thôi, thương lái không đồng á. Có nặng đó rồi, không có đường đó. Đạp đi đạp. Để mai mốt nhà chú nói chị có gì mua thêm mình hỗ trợ tiền lại. Muốn nhổ
hỏng xe luôn á, được không? Hôm qua thì vận chuyển rau củ xong cô bác anh chị, thì sáng nay các chị ở trong hội phụ nữ của xóm mình đó đang bắt đầu vô đây rồi gẫm gì ạ? Em một cái phần gì cho em coi coi. Rau lan, mướp, dưa leo, cải. Ồ, vui quá ha. Cái xã mình là đoàn kết lắm. Dạ. Bên đây là bồ ngót nữa hả sao? Bồ ngót, cải. Dạ. Dưa muối, tất cả văn qua đi. Dạ. Ồ, vui ghê ha. Nói chung là anh em ai hỗ trợ gì được cái gì thì chúng em ở đây dạ. Cho dân chúng thể hỗ trợ coi tôi biết này cho qua. Dạ. Làm gì vui không Út? Vui chứ. À mà dân chúng mình khỏe là mình vui. Bên đây là Út lo chuẩn bị bồ ngót ha. Là chút xíu là mấy giờ đi ha Út? Đang chuẩn bị xe đi đó. Dạ. Mỗi một phần như thế là đầy đủ này đây ha. Cái câu này là cái câu cuối cùng quá. Cái này là câu cuối cùng ha. Cái này câu cuối cùng. Đây là cải. Hai bó cải với lại dưa cải, dưa leo, hành, chanh. Đầy đủ luôn rồi. Này là để lên trên chiếc xe không đồng. Ô chị hai hả? Chị Tư. Dạ. Chị Tư qua hồi nào? Giờ không? Dạ. Đây món này có rau muống nè. Này về lật ra làm ấy ngon lắm á. Làm gỏi á. Thì bỏ nhiều đi cho dạ. Nó nhiều cái gì. Chị vẫn đang lựa dưa leo để chia ra. Tại vì những cái mớ rau củ quả này mà không chia trong ngày á thì nó sẽ bị úa. Nên là nữ là chia cho bà con ở trong các ấp ở trong xã hết luôn. Rất là nhiều chuyến xe đi luôn cô bác anh chị. Và tất cả rau củ quả này là do nhà vườn Mạnh Thường Quân đồ gom lại hết. Ở chung xóm gom lại. Đây, chuyến xe không đồng rau củ quả. Cô bác anh chị thì bây giờ Bùi Hồ sẽ đi theo một cái chiếc xe để đi xuống các ấp của xã để mà phát những cái rau củ quả không đồng như thế này cho bà con vào những cái ngày cách ly như thế này. Và xã mình thì sẽ chia làm mấy xe ha anh Cắn ha. Ừ. Chia làm mấy xe ạ? À? Chia làm xe. Mà chia làm mấy xe đi á? Hai xe đi ha. Hôm nay em với anh thì sẽ đi xã nào? Xã Tân Bình mà đi ấp Tân Phú Bơi dòng về ấp Tân Phú A. À ấp Tân Phú Bơi dòng về ấp Tân Phú A. Đây là những cái ấp ở vùng sâu ha anh Cấn. À vùng sâu. Và những cái ấp này vùng sâu ở sau lưng của Bùi Hồ á cô bác anh chị. Là đầy đủ tất cả các loại rau củ luôn nè. Và một xe này là xe của mình là nhiều nhất ha anh Cấn. Xe này đầy nhất đó. Xe này nhiều nhất luôn. Và chuyến xe này là chuyến xe không đồng. Rồi. Tất cả các rau củ quả đều do hôm qua thì Bùi Hồ cũng có chở một ít và một số mạnh thường quân khác cũng chở và gom về xã tập kết ở xã để mà phân phát nhau cho bà con. Tại vì bây giờ thì chợ thì không có đi được nữa rồi. Nên là nữ là đi bằng cái phương tiện này thì cho bà con dễ dàng an tâm ở nhà hơn. Và đi này thì phải giữ bảo hộ an toàn, mình có đeo bao tay để mình phát có xịt khuẩn và khẩu trang. Nè ba, con gỡ ba. Dạ. Dạ, bên đây nữa nè. Bên đây nữa nè chị. Có, đây. Cưng ơi, cưng. Dạ. Rồi, con gỡ bà, chúc bà sức khỏe nha. Cảm ơn nha. Dạ. Cô ơi. Nè, con không đi chợ được. Ở xã gỡ cô ha. Dạ. Cô. Con gỡ cô. Chúc cô ngon nha. Dạ. Lấy ra đi, em chạy cho. Gỡ thấy người ta vui ghê anh Cắn. Mình đi đi cái kiểu này là hay á ha. Dạ. Không phân biệt giàu nghèo ai cũng giúp hết à. Cái nhà bên đây luôn nè. Nhà bên đây.
nhà này cây chị này khổ lắm. Bịch này đi chị ơi, con gửi cho nhà con nha. Mẹ đi làm hả? Rồi bà con ở đây thì chủ yếu là làm lúa thôi, nên là nữ việc mà đi chợ ra chợ rất khó luôn hả. Mấy bạn ở đằng trước cái cô cho lấy rau mừng ghê luôn á. Nhìn cái cảnh thanh bình á, yên tĩnh lắm. Và các bạn này đi chung để mà cùng nhau hỗ trợ tiếp nè, chạy thêm mấy xe đi đằng trước. Nhà với ai? Một mình nè. Ông ở con mình, ông ở đâu? Ông ở trong này luôn hả? Dạ. Rồi không gầy rồi không đi chợ được rồi, ông có rau củ gì ăn không? Không hả? Thì hái qua cái rau đồng đó. Được rau này mừng không ông? Dạ. Con chúc ông ăn ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn. Ủa mẹ con có nhà không? Dạ cô ơi, con gửi rau cho nhà mình á. Dạ. Đây con để đâu cô? Con để trên này ha. Này con, đem vô nhà đi. À. Này chú ở xã cho đó. Bên đó. Dạ. Bên đó nữa, bên đó nữa. Đây một xe rau mua. Đây. Anh ơi, em gửi rau. Em gửi rau cho nhà mình nè. Mình nắm nè ha. Rồi rồi chúc cô ăn ngon nha. Dạ. Ba con gỡ bà rau ha, bà đang làm cỏ hả? Cảm ơn nghe chú. Dạ nhà bà mấy người hả? Nhà bà có tới mấy người đặng? Còn con cho thêm thôi đi, có hai người đi hết rồi. Dạ, dạ. Có cho tôi không? Dạ có. Tôi mua mít rồi cho. cho người ta đi. Dạ dạ. Rồi chúc bà ngon miệng, giữ gìn sức khỏe tôi nha. Dạ dạ. Bà cụ này cho bà hai bịch luôn nha anh. Hai bịch luôn. Dạ. Anh nói không? Dạ được. Cụ ơi. Con đây. Cụ đang ngủ hả? Cụ mở cửa ra làm con với. Đây hôm nay là đoàn của con mình có gỡ rau với lại củ quả cho bà ăn những ngày chống dịch này nha. Cảm ơn nhiều. Dạ bà hỏi ngày bà có rau củ gì ăn không? Dạ không có, có. Dạ giờ có nhỏ với cho anh em làm cho đó, giờ nó cho cái bắp cải đâu quá trời thèm mà. Đó bắp cải luôn. Dạ quá mừng ha. Mừng lắm. Dạ. Con chúc bà giữ gìn sức khỏe ngon miệng nha. Dạ cảm ơn nha cậu. Dạ nhiều lắm. Bà ở nhà còn gạo không? Dạ còn. Dạ dạ. Rồi thôi thưa bà con đi. Dạ thôi cảm ơn nha. Dạ có dưa leo rau củ đầy đủ cho bà. Đúng rồi, ăn mày được cả tháng. Rồi con chào bà con đi. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ. Đây. Chị thích dùng gì? Đây có. Đây có dưa leo cho mình nè. Dậu đến thì cồn nó ăn đi. Dạ. Dạ như bột coi gì nè. Rồi rồi. Nhiều lắm cô bác anh chị ơi. Này còn đóng luôn á. Mình phải chắc cái này qua đây để cho nó không bị đổ xuống. Những cái chuyến đi như thế này là vô cùng ý nghĩa luôn. Và như thế này thì cũng ấm lòng của người dân khi mà những bà cụ nhận được những cái phần quà như thế này. Mấy chị đang cấy lúa ở dưới đó là cũng muốn xin rau và mình sẽ để ngoài này, khi nào mà làm xong thì sẽ mấy chị sẽ về lấy thôi à. Hai bên toàn là hoa 10 giờ đủ màu luôn á. Nhìn đẹp quá ha anh Cân. À, đường quê mà được như thế này là số 1 luôn rồi. Đây có một cái nhà đằng trước kìa. Coi có người không. Đây. Cô ơi. Chú lấy rau củ không chú? Dạ. Con để đây ha. Nhà chú mấy người? Hai người. Hai người ha. Hai người con để đây cho chú một bọc.
Đấy, đây đi. Hai người một bọc, mình chia thêm. Dạ. Đây nhà cái bên này nữa kìa. Đây có một bà cô. Cô ơi, con gửi cô bịch rau ha. Dạ con. Thôi tôi có rau rồi. Dạ. Cho người khác đi, tôi có mới hái rồi. Dạ con cảm ơn cô. Nó giữ người có rau rồi không có nhận nữa để nhường phần cho người khác luôn á. Đây, đây con gửi đây. Thôi hỏi mấy hộ bên đây có lấy không? Chú. Rau. Dạ. Đây con gửi đây, chúc ăn ngon miệng. Dạ con gửi ông luôn. Ôi ông cụ dữ luôn. Rau đủ thứ á. Đủ rồi. Dạ đủ rồi ha. Đây con gửi cho ông luôn ha. Cụ ơi. Cụ ở nhà có một mình hay vậy? Có mình một mà chiều qua bển ngủ bển đó con. Dạ. Đây đoàn con gửi rau cho cụ nè. Vậy hả? Dạ. Cụ không thấy đường hả? Con mắt mù hết con rồi con ơi. Cụ mở cửa ra được không? Chú ơi coi cái gì? Con gửi rau cho cụ á. Để đó đi. Con để ngoài này ha. Để đó đi con. Cụ năm nay nhiêu rồi? 87, Tết rồi 88 rồi. Ồ khỏe ha. Nhưng mà cụ còn thấy đường được không? Thấy cái này mờ mờ, cái giờ chiều đi mò đi qua bển ngủ. Sao cụ ở con mình vậy? Con đi mặn mời bên dưới rồi. Không có về ha, về được vậy á. Vậy cảm ơn chú nha. Dạ, cụ khóa cửa lại đi để ra. Không có, đóng gì là chút nữa cúng cơm ổng chết chôn nắng đó. Dạ, thôi con chào cụ ha. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Nhà mình có mấy người chị? 5 người, một bọc rau đủ không? Sao cũng được, không lấy lấy thêm một bọc. Rồi lấy thêm bọc dưa nữa không? Như vậy cho em miếng dưa đó đi. Thì bây giờ mình sẽ quay qua đây lấy cho cô thêm một miếng dưa nữa, một bịch dưa chị. Đây. Đây em gửi mình một bọc dưa ha. Rồi chúc ăn ngon miệng nha. Chú ơi lấy. Rồi có rồi. Đây em đem. Ông ơi. Ông mang khẩu trang vô kìa. Con gửi cho ông một rau ha. Dạ. Có bầu, dưa leo đủ thứ luôn. Dạ. Chúc ông ăn ngon miệng nha nè. Nhà ông mấy người? 5 người vậy. 5 người lấy thêm bọc nữa không hay một bọc thôi? Trong nhà không có đi, không có đi chợ được. Anh cho em thêm bọc nữa anh Cắn ơi. Không dài không ai đi chợ được. Dạ. Ông ơi. Đây không? Con gửi à? Dạ, không ngày không đi chợ được, hôm nay gặp rau này mừng không? Mừng nhiều không bà? Nhiều. Dạ hả? Mấy chú. Rồi không ngày dịch bệnh rồi ở nhà có khó khăn vô không? Thì coi như là không bằng được, có tiền không có gì, không có tiền đi chợ luôn á. Vậy hả? Dạ. Ở nhà có mấy người? Đông. 5 người. 5 người với 2 đứa cháu. Mấy người lao động được? Có 2-3 người à. 2 người ha. Đều tôi thì mặn chút đỉnh vậy thôi, còn 2 chồng đó thì mặn chính. Nhưng mà vì cái tính cộng đồng chung, cùng chung tay chống dịch nên mình ở nhà. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, con chúc ông bà mạnh khỏe ha. Đây con gửi cô ha. Nhận rau vui không cô? Dạ con nhận quà rất vui mừng. Ồ không rồi đi chợ không được rồi nhà. Không có tiền đi chợ nữa. Dạ hả? Không có đồ ăn nữa. Không có tiền đi chợ luôn hả? Nè con tặng cho cô thêm bịch nữa nè. Rồi cảm ơn chú. Dạ chúc cô ở nhà an toàn, sức khỏe, giữ gìn sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Đây con. Cảm ơn nha.
ai cũng hớn hở nụ cười khi mà nhận được một bịch hoa rau không đồng, nó không có tiền đi chợ mà không có chợ để đi luôn á. Cô bác với anh chị thì cái xe rau không đồng thì gần hết luôn rồi nè. Hồi sáng giờ chạy được khoảng nhiêu phút anh Cấn? Dạ. Nói chung đi gì cũng vui, rất vui luôn. Đây, con mấy chú đằng trước. Rau chú ơi. Đây đây, ông rau không? Ông, ông ơi, con gửi cho ông nè. Nhà ông mấy người, nhà ông mấy hộ? 4-5 người đó. Mấy hộ không? Chị. Đây. Lấy giùm được không? Được, dạ được. Đây. Ờ. Lóng sợn, lóng sợn. Cô còn hộ nào nữa không? Đây con gửi cô. À đây. Dạ. Cho em bằng. Đây, đây cho nè. Lấy nữa không? Gần hết luôn rồi. Này đắt quá. Dạ con. Nè cô. Đây còn miếng này nữa hết rồi. Dạ. Đây bọc rau này cô. Đây đây đây. Lấy bọc rau nè. Còn bao nhiêu nữa là hết nè cô bác quý anh chị. Chỉ còn 4-5 hộ nữa thôi. Ây da ây da. Rau không chú ơi? Tí quá hà. Thưa cô bác quý anh chị, đến thời điểm này là 9:30 sáng. Thì cũng sau khi phát cái đợt này xong á, thì người dân sẽ có được những cái phần rau củ thiết yếu cho nhà mình để mà những có những cái bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng. Và hôm nay thì anh em khoác 8:30 đi phát thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ hơn, thì với một cái chiếc xe rau đầy ấp như thế này thì hiện nay không còn nữa. Nói chung là anh em đi những cái cung đường này nó đầy đủ cảm xúc, gặp những cái người khó khăn, những cái người già nè, thôi gặp nhìn cái bó rau là mừng dữ lắm luôn. Tại vì sau những ngày mà không được đi chợ nè, rồi những ngày giãn cách như thế này thì không có lao động được, không có tiền. Đây là những cái phần quà mà ấm áp của tất cả anh em cũng như là tất cả mạnh thường quân để ủng hộ cho bà con, như là được sự quý ban xã để mà hướng dẫn để mà làm những cái phần quà ấm áp luôn như thế này. Và theo xe mình thì có được anh Cấn là của bên dưới đoàn xã, là tài xế xe chuyến xe không đồng ngày hôm nay. Anh Cấn chia sẻ hôm nay sao anh Cấn? Hôm nay thì được làm cái chở chiếc xe không đồng thì rất là vui, giúp cho bà con để có cái bữa ăn đầy đủ, có rau rác đồ, nó hạn chế ra đường, ăn mau hết bệnh. Nhưng mà trong cái mùa này đó thì đi gì thì nó cũng pha chút mạo hiểm, thì anh có ngại ngùng hay là gặp cái khó khăn rồi? Không, mình cũng yêu nghề, mình gắng giúp cho bà con đã có bữa ăn nó tròn vẹn, nó đủ chất, tại vì không có đi chợ được đó. Chắc có lẽ là trong thời gian tới thì mẹ Bùi Hồ sẽ đồng hành cùng với mấy anh em để đồng hành có những cái chuyến xe không đồng ấm áp tình thương như thế này ở một cái cù lao. Và cù lao này là một cái cù lao hẻo lánh đó các bác anh chị. Tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ cho cái chuyến xe không đồng như thế này. Đó, bây giờ anh em sẽ kết thúc hành trình và đi về. Anh Cấn ha. Rồi, rồi, dạ.